Nếu gia đình bạn đang sở hữu một khu vườn có diện tích hẹp hay đơn giản chỉ có thể trồng cây ở ban công, thì giống cây ăn quả này rất phù hợp với gia đình bạn. Giống cây táo đỏ lùn F1 với đặc tính lùn, cây cao chỉ 1m, cực kỳ thích hợp trồng trong chậu hay là thùng xốp, nhanh cho thu hoạch, vừa dễ trồng, ăn rất giòn mà lại ngọt. Cây 2 năm tuổi với sản lượng từ 15 đến 20kg một cây, sản lượng sẽ tăng dần theo độ tuổi của cây. Và hiện nay có đến 7.500 giống táo trên toàn thế giới, tuy nhiên, giống táo đỏ lùn chưa bao giờ hết hot và được nhân giống ngày càng rộng rãi. Và sau đây bạn cách trồng một cây táo đỏ lùn từ hạt nhé. Đầu tiên, các bạn đặt hạt giống táo đỏ vào khăn giấy gấp lại, sau đó tưới đủ nước để làm ướt khăn giấy. Bạn nên chắc chắn rằng hạt đã nằm gọn ở bên trong và làm ướt lại nó một lần nữa, sau đó để ở nơi có độ ẩm cao. Bạn có thể gói chúng trong một túi bóng hoặc là một túi zip. Sau khoảng 30 đến 50 ngày thì hạt sẽ nứt nanh và nảy mầm. Cách khoảng 10 đến 14 ngày, bạn nên kiểm tra các dấu hiệu của vỏ. Lưu ý rằng khăn giấy để gói những hạt giống này luôn trong trạng thái đủ ẩm ướt. Và sau khi hạt đã nảy mầm, bạn đem gieo chúng xuống đất và để ở nơi có nhiều ánh sáng. Trong khoảng 30 ngày sau, những chiếc lá nhỏ đầu tiên sẽ xuất hiện. Tiếp đó bạn có thể đem cây ra vườn hoặc là cho vào chậu trồng tùy thích. Lưu ý cần tưới nước và cung cấp đầy đủ phân bón để cây táo có thể phát triển khỏe mạnh nhất. Sau khoảng tầm 10 tháng từ khi nảy mầm thì cây bắt đầu ra hoa và tự thụ phấn. Vậy bạn chỉ mất khoảng tầm 1 năm rưỡi và trễ nhất là 2 năm là bạn đã có những trái táo ngon đầu tiên để ăn. Thật không quá khó đúng không nào? Chúc các bạn thành công!